Bây giờ thì chúng tôi sẽ di chuyển đi Nha Trang. Tôi sẽ ăn kem bơ sầu riêng. Hello, lại là Jenna đây. Tôi vừa đáp Japan về ngày hôm qua thì hôm nay tôi đã lên đường để đi tới Cam Ranh. Để tôi đi diễn tối ngày hôm nay. Hôm qua thì lạnh ơi là lạnh và hôm nay thì nóng ơi là nóng, nắng ơi là nắng. Và tôi mong rằng là tôi sẽ không ốm. Để hôm nay tôi sẽ có một set diễn thật cháy. Một sân khấu ngoài trời. Với hàng nghìn, hàng triệu khán giả. Không có đâu đùa đấy, nắng thế. Lại để lại được nhuộm da rồi, da trắng sẵn. Ôi, đến Cam Ranh lại nhớ cách đây 4-5 năm là mình có ra Trường Sa, cũng vào tháng 4 luôn. Đi một tuần Trường Sa và bây giờ mình sẽ hát tặng mọi người một ca khúc để nhớ về Trường Sa nha. Hai, ba. Tháng 4 về là mùa thăm đào, Trường Sa ơi nỗi nhớ xa xao, phút bên nhau nhớ nhà dài nhớ. Ôi nhớ Trường Sa quá. Hồi đấy mình lớp học lớp mấy ta, học lớp 11, đi với đoàn Hà Nội ra gặp các chiến sĩ ở trên đảo. Xúc động ghê luôn đấy. Mà hôm đấy kiểu em bị sung quá, em hát ở dưới nắng mà em sung quá em bị say nắng luôn, nhưng mà vẫn muốn hát, vui ơi là vui. Mà đi đến các nhà giàn hay là các đảo nhỏ chị mới thấy được là hồi trước còn không có nước ngọt đấy. Bây giờ mọi người ra thăm nhiều, mọi người có cái men lọc nước ngọt, xong rồi mấy chú bộ đội trên đảo buồn ơi là buồn luôn, mỗi vài người sống ở trên đảo thương lắm. Và mọi người biết gì không, ở quanh đây tại vì mình diễn ở gần sân bay nên là khu này cũng là một khu khá là mới và ít người, ít hàng quán lắm. Sáng hôm nay mình tính đi ăn đồ local ở đây đấy, nhưng mà không có quán luôn, không có đồ gì ăn. Thế hôm nay ăn tạm nha, tạm pizza và khoai tây chiên nha. Xong rồi mai tôi sẽ dẫn mấy bà đi thưởng thức ẩm thực tại Cam Ranh, Nha Trang. Ai biết quán nào ngon có thể chỉ cho tôi để lần sau nếu mà có dịp đi thì tôi sẽ vào ăn nha. Và bây giờ mời mọi người pizza cũng ngon đấy chứ. Mai tụi tôi sẽ đi vượt khám phá ẩm thực. Mời mọi người ăn, tôi ăn đây. Và bây giờ tôi ăn đây. Lát nữa ra sân khấu thì tôi sẽ quay cho mọi người xem nha. Xem hôm nay tôi hát những bài gì, tôi làm trò gì nha. Ok. Biển xanh quá mọi người ơi, biển xanh quá bé chẳng tan dăm đầu à già gian tăm đầu. Biển đờ qua bên bờ cát trong phâu, bé nghịch cá xây bao nhiêu nhà lầu. Bãi đừng tắm con cá sâu kia kìa, lăn 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 lăn. Xin giới thiệu với mọi người đất nước Việt Nam, đây là Cam Ranh với đường bờ biển rất là sạch đẹp, xanh ngát, xanh mát, xanh ngát. Ôi giời ơi, xanh quá là xanh. Xanh bài gì có từ xanh? Đây anh à, em đây là đã tiếng có trong em là chưa cưới tự ân khi anh thật chưa ăn thật khi cuộc sống xoay vòng vẫn như đứa bạn thân bật suy nghĩ cùng anh chỉ có lúc em vẫn thương. Giới thiệu mọi người một chút thì là em tên là Jenna và em là một gương mặt mới debut được tròn 4 tháng tuổi. Và yes, và ca khúc vừa nãy là một ca khúc sắp được ra mắt của em vào tháng sau. Mọi người thấy có hay không? Rất truyền cảm hứng. Xin cảm ơn rất nhiều và mong em sẽ thành công. Hi, xin chào mọi người, lại là Jenna đây. Và sáng ngày hôm nay thì chúng tôi đang có mặt ở Cam Ranh. Bây giờ thì chúng tôi sẽ di chuyển đi Nha Trang. Go, hôm nay thì tôi sẽ lái xe. Chơi, lên xe em ơi.
ngon nhỉ. Ở Sài Gòn em thích ăn cái này. Và xin mời các bạn thưởng thức bữa sáng của tôi. Đây là bún cá rất nổi tiếng ở Nha Trang. Bún cá Nha Trang. Thích ăn sứa cơ nhưng mà hôm nay hết sứa mất rồi. Thì chúng ta ăn tạm nhé. Chúng ta sẽ đi ăn cái khác. Mình chưa đầy 24 giờ được ở Nha Trang. Mình sẽ tranh thủ đi ăn cần quét Nha Trang nha. Ngon. Sau một chuỗi đi Nhật thì đồ ăn Việt Nam tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi ăn kem bơ. Đây là kem bơ. Sau khi ăn bún cá Nha Trang xong thì chúng mình đi ăn kem. Wow, và chúng mình sẽ càn quét tất cả các món ăn ẩm thực ở Nha Trang. Mọi người thấy gì đặc biệt ngày hôm nay không? Một outfit rất là hơi chậm búa một tí nhưng không sao, tại vì tôi không mang, tôi nghĩ là đi diễn thôi nên tôi không mang đồ khoác rồi đồ chống nắng, nên là tôi mượn cái áo của chị ở khách sạn. Xong rồi là rất trùng hợp là chúng tôi thuê cái xe máy màu xanh, áo chị cũng màu xanh và cái mũ cũng màu xanh nước biển của tôi. Ôi, đấy chưa? Một màu xích đi trời của tôi. Và đây, tôi sẽ ăn kem bơ sầu riêng. Xin mời mọi người ăn nha, yêu ngon thế. Ôi, ngon nha. Xem có ngon hơn Đà Nẵng không nào. Thơm ấy. Hồi trước em không biết ăn sầu riêng, nhưng mà em biết ăn sầu riêng từ hồi mà em được ăn sầu riêng Thái ấy. Chứ sầu riêng mà mình không ăn được mùi. Xong từ đấy là biết ăn sầu riêng, nhưng mà không nghiện. Mời cả nhà ăn kem nha. Nice. Tuyệt vời. Ngon quá. Ngon quá. Ôi, mùa hè ăn kem tuyệt vời. Đang giữa trưa trời oi bức nóng như này mà được ly kem bơ thật là mãn nguyện làm sao. Wow. Ngon quá mọi người ơi. Tôi sẽ tập trung ăn nhé. Nát đi ăn đi để quay cho mọi người xem ha. Hai, bây giờ thì chúng tôi đã ăn kem bơ xong rồi. Bây giờ sẽ tìm địa điểm di chuyển đi cà phê bờ biển để ngắm biển, hít không khí biển một tí. Mọi người thấy outfit hôm nay của tôi cháy không? Quá đã luôn. Cháy phố luôn. Cháy luôn. Quá đã. Giữa trời nắng như này, ta phải bịt kín thì cháy da cháy thịt đấy. Bây giờ thì chúng tôi sẽ đổi tài xế. Tôi sẽ ngồi sau chỉ đường và chị Phùng Thị Trà My sẽ lai tôi. Từ từ, để tôi xuất đường. Em ơi, cái gì cũng xanh luôn đấy. Xe xanh, mũ xanh, điện thoại xanh, túi xanh. Đây, chờ tôi một chíu. Bắt đầu, come on, let's go. Đi ra đường Nguyễn Thị Minh Khai. Giữa 12 giờ trưa, nắng chói chang thì chúng tôi chọn đi quanh vùng biển. Quanh vùng biển. Và xin mời các bạn cùng thưởng thức pasta, ăn sáng này, ăn kem này. Bây giờ chúng ta sẽ uống trà và ngắm biển, hít gió biển, gió trời. Và lát nữa về thì chắc là cái mặt đen xì luôn, tại vì bị gió biển, nắng biển táp vào mặt. Đã đen rồi chớ. Nào thử thưởng thức nào. À, cái quán này là cái quán cà phê mà 4-5 năm trước mình đã từng ngồi. Và hôm nay mình tìm bằng được cái quán này để mình ngồi lại. Tại vì nó gần biển nên là cảm giác rất là chill. Cheers. Thích quá. Ngon mọi người ạ. Trời nha, biển đẹp. Gió mát. Bây giờ ngồi cà phê thì sẽ nghĩ là tí sẽ đi ăn gì nè. Mua gì nè. Ăn sáng, ăn kem, cà phê, bây giờ thì đói rồi đấy. Nem chua Ninh Hòa, wow. Wow, mọi người ơi, mọi người thấy gì chưa? Nem nướng Nha Trang, rất là hấp dẫn, quá trời, quá trời. Ủa, cái này là cái gì ạ? Nem. Cái đấy? Nước chấm thần thánh. Có cả chả nữa đấy. Chả, nem chua, nem nướng, wow. Mâm thôi. Sẽ lấy nước chấm nha mọi người. Ngon quá, ngon quá. Và tôi bị nghiện cái này. Thích ngọt ngọt. Xong rồi. Bây giờ tôi sẽ cuốn nha. Mọi người thông cảm hôm nay đi không mang nhiều đồ. Nhìn trông như cô bán vé số nhé. Không sao. Vẫn cứ là ok.
Rồi, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người. Phố làm sao? Rào trước. Hướng dẫn dữ chưa? Rào trước này. Ơ sao nó to như này á? Xoài, cái chuột. Bây giờ sao to thế? Rồi, xong rồi cái này là gì ta? Cuốn. Wow, giỏi chưa, giỏi chưa? Bây giờ mình sẽ ăn. Ngon. Ngon quá. Ăn thôi mọi người ơi. Trà sữa được quảng cáo là ngon nhất Nha Trang. Và hướng trà sữa mình sẽ đi tắm biển đây. Nhớ tắt rồi. Biển đẹp thật mọi người ạ. Mùa hè này các bạn đi đâu có dịp thì mọi người hay đến Nha Trang nha. Hoàng hôn đẹp quá. Ôi trời, hoàng hôn, mặt trời. Ôi ông mặt trời đâu rồi, ông mặt trời lấp ló rồi. Nhìn mặt trời nhớ Nhật Bản. Chuyến đi Nhật Bản của tôi, anh cứ ôm bao hy vọng nhìn về phía em. Dù nay chúng ta là ngày với đêm, tình yêu ấy vô vọng như nỗi nhớ dịu em. Trái đất nhìn về mặt trời, trái tim em cũng như mọi vì tính tu. Cứ thế xoay mãi theo vũ trụ. Anna, the world meets you, mẹ tên y ta. Asato yoru no mama daiyou ni kogareru chikyu no you ni maokona wa shikusu ujiu to mawaru hikari o hikake haru ka toku e. Nhật Bản ơi, nhớ Nhật Bản quá. Tôi đi về phía mặt trời, tôi đi Nhật Bản đây. Thật ra là chuyến đi lần này thì không trong kế hoạch của tôi, không hề lên kế hoạch gì hết. Và tôi cũng không mang đồ gì để đi biển luôn. Hôm nay là phải mua bội bộ này. Xong rồi là mình thấy vui quá, mình quay lại vlog cho mọi người xem. Mọi người hay đón nhận cái năng lượng tích cực này. Chúc mọi người năm nay sẽ được đi biển nhiều, tắm nắng nhiều cho đen bớt đi. Và mọi người ơi, chúc mọi người một mùa hè thật sôi động, thật năng lượng, thật tích cực để chúng ta làm việc nhé. Còn đâu bây giờ vlog của tôi, trời tối rồi, đã phải trở về với Sài Gòn đây. Cảm ơn mọi người đã xem, đã yêu, đã ủng hộ tôi. Đừng quên subscribe kênh và vẫn vậy nhá, vẫn yêu nhá, vẫn chuông nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. See ya và hẹn gặp lại.